Hello, it's me, Lenning, and you're back here with us on Culture Mosaic. In all over the world, people have just celebrated Christmas, and I hope that you have had a fulfilling celebration with your family and friends. In fact, we still have a lot of celebrations ahead, as New Year's is coming shortly. And today, in this very special edition of Culture Mosaic, the last edition of 2014, we would like to invite you on a journey back to the past to once again witness some of the most important cultural events in Vietnam over the past year. So sit back, enjoy, and as usual, we start off with the headlines. Artisans and the wish to keep traditional hand embroidery. Hồng Anh artists for the last journey of Madame Phuc. Hanoi Xem tours introduce Vietnamese culture to international friends. Now this year, Vietnam has seen major accomplishments in many aspects of the society, with no exception in the cultural scene. 2014 is a year of UNESCO recognitions, with imperial archives of the Nguyễn Dynasty, Chang An Scenic Landscape Complex, and Ví Dặm Singing all recognized by UNESCO in different category. But that is not all, and as 2015 it just days away, let's take a look at a quick recap of this year's prominent events in the cultural scene of Vietnam. Vietnam's Chang An Scenic Landscape Complex in Ninh Bình Province was named a World Heritage Site by UNESCO. The site was honored at the 38th meeting of the UNESCO Heritage Committee in Doha, Qatar on June the 23rd. Dup Hạ Long Bay on land, the 10,000-hectare Chang An complex is studded with karst topography such as limestone mountains, caves and lakes. The site has received over 3.2 million visitors in the first 10 months of this year. A number of administrative documents signed by Nguyễn Dynasty kings were also recognized as UNESCO World Documentary Heritages on May the 15th at the 6th working session of the Asia-Pacific Regional Committee for the Memory of the World Program. The documents, comprising more than 700 original papers, contain information on Vietnam's social life from the early 19th century to the middle of the 20th century. Many of them provide accurate evidence of Vietnam's sovereignty over its seas and islands, reflecting the Nguyễn King's attention to the issue. Later on, Nghệ Tĩnh Ví Dặm Phốc singing was officially recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity in Paris on November the 27th. Ví Dặm Phốc music, estimated to have 15 tunes of Ví and 8 airs of Dặm, is a repertoire sung while working. It reflects the work, cultural life, and feelings of the residents in the central coastal provinces. Tôi bây giờ rất là vui mừng và rất là tự hào bởi vì dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã góp phần vào làm phong phú, đa dạng thêm cái kho tàng văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Thì biết sống cuộc đời rằng là nhục. The recognition is of great significance to Vietnam, since the genre has long been closely linked to daily life in the central provinces of Nghệ An and Hà Tĩnh. A colorful combination of culture and art performances in front of 2,000 guests in the Châtelet Theatre
Paris officially opened the Vietnam Bureau in France in February. The program aimed to introduce an Asian nation that has been closely connected to France through history, culture, and other ties. A range of activities were also held to accelerate Vietnamese cinematography works, circus performances, water puppetry, contemporary dance and music, ceremonial singing, and traditional martial arts. In particular, Vietnamese cuisine was promoted through special programs in local hotels and on streets and public spaces. The 8th Great Festival themed Cultural Heritage with Integration and Development kicked off at Ngọc Môn on Moon Gate in Huế City on April 12. The biennial event is a rendezvous of cultural heritage and contemporary art from 5 continents. This year, the 9-day event brought together art groups representing 38 countries with about 1,400 members, making it the largest Huế festival to date. The increase in participation showed that the Huế Festival has consolidated its position among international friends and increased solidarity and mutual understanding between participating countries. The 130 feature films from 32 countries were screened at the 3rd Hanoi International Film Festival from November the 23rd to the 27th with the theme Cinema, Integration and Sustainable Development. The event served as a platform for prestigious directors, producers and actors from many countries, as well as young film talents in the Asia-Pacific cinema industry. Among the Vietnamese entries were critically acclaimed and commercially successful films such as Thần Tượng, The Talent, Những Đứa Con Của Làng, The Village Children, and Đập Cánh Giữa Không Trung, Flapping in the Middle of Nowhere. So we've just gone through the most outstanding cultural events over the past years. Onto this segment of culture and lifestyle. In Western countries, hand embroidery reminds you of small and lovely pictures. Vietnamese hand embroidery, which originated 700 years ago, is quite similar. However, its finesse and quality showed the real creations depicting complex designs and details. In this edition of Culture and Lifestyle, let's visit a craft village in Haizong Province to learn more about the secrets of how this kind of arts was passed on from generation to generation. At first glance, you might mistake these colorful works of art for paintings. But they are actually handmade embroideries by Vietnamese artisans. Nguyễn Thị Hòa's family represents this tradition. Visiting her business, you can feel her passion for the job. She started learning embroidery when she was a child and has been doing it for nearly 50 years. Although the trade has witnessed many ups and downs, Hua has never thought of quitting the job. Bố tôi truyền lại cho tôi cái nghề này. Thế mà nhà tôi, gia đình tôi, cả nhà cùng làm nghề thêu. Thế từ đời ông cho đến đời bố mẹ rồi đến dạy đến đời tôi, xong đấy là tôi dạy đến các con các cháu tôi vẫn kế tiếp nghề này. Nghề này nó rất là quý, thế nhưng mà trái lại thì đến bây giờ thì 2 năm nay là thu nhập cũng kém, thế nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng giữ. Beautiful nature has inspired the embroiderers here to make the pictures. These scenic landscapes have been skillfully visualized in the pictures, showing the love of these artisans to their village where they were born.
Her contributions were awarded with the National Artisan title in 2012. She is one of very few local artisans who still runs their own business and creates jobs for local people. In a bid to revive the traditional trade of her hometown, Hua has been training students. Ling is one of those students. She has been in the industry for 17 years and is a skilled worker. So what have made her stay with the trade for so long? Mình thích làm nghề này bởi vì là nghề này nó mang cho mình cái đức tính kiên nhẫn cần cù, và nghề này nó có rất nhiều những cái đẹp mà mình muốn được biết được những cái đẹp, những cái tinh hoa của nó. Tôi là người yêu nghệ thuật nên là tôi mới theo đuổi nghề này lâu đến như thế, mà tôi không làm một nghề gì khác. Besides the rewarding work, artisans here have also experienced difficulties that have challenged their love for the job. However, these women managed to fulfill their work and family roles simultaneously. These pieces vary from images, ideas, layouts, and color blending techniques. They grew together the embroiderer's ideas. The petals, pavilions, birds, and children are all vividly depicted. Niềm vui lớn nhất đấy là khi mà mình hoàn thành xong một cái tác phẩm mà mình cảm thấy là đẹp và mọi người cảm thấy là đẹp đấy. Mình rất là thích cái điều đấy. Still, the greatest desire for artisans like Hua is to train the next generation. That's why these small children are already proficient in embroidery, thanks to Hua's help. Bây giờ mình còn thể truyền được, còn dạy được, thì mình cứ cố gắng truyền, cố gắng dạy tất cả các con em. Và tôi chỉ mong làm sao là các con em mình nó giữ được cái nghề này, nó kế tiếp được cái nghề này, không bị mai một đi đâu. Embroidery has become a popular pastime and more accessible to people. Thanks to the enthusiasm and dedication of the artisans, Vietnamese embroidery is continuing to reflect the beauty of the country and people. And you're here with us on Culture Mosaic, a weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening around the country. We hope to become the bridge connecting artists and the words with our viewers out there. So don't go away, we have a lot more in this week's installment coming for you in just a moment. A recent documentary film project entitled The Last Journey of Madame Phu have captured the hearts of thousands of viewers where it was screened both domestically and internationally. The film highlights a group of wandering LGBT Vietnamese singers, which is a relatively new topic in Vietnamese film industry. It was recently screened at the 36th Cinema du Rio Festival in Paris, where it received critical acclaim. In this week's edition of On the Mic, let's talk with artist Hong Anh, project manager of this film, to discover why it has brought about so much attention in real life. After the production time of 5 years, the 86-minute independent documentary film Madame Phụng's Last Journey has come to real life, being one among the very first of its kind, capturing the lives of unfortunate LGBT people of Vietnam. The story revolves around Madame Phụng and her LGBT lottery and variety show crew, the bitterness moments as well as their sharing along the way.
The film was featured in various international film festivals before being premiered in Vietnam. Xin chào chị Hồng Ánh. Lời đầu tiên là xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham dự cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Khán giả yêu thích điện ảnh trong và ngoài nước thì vẫn được biết đến chị với vai trò là một diễn viên điện ảnh. Thế nhưng mà lần này thì với bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng thì vai trò của chị là gì ạ? Mình là đơn vị phát hành chính thức bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng ở Việt Nam, gọi là giám đốc sản xuất của dự án phát hành phim cũng được. Bộ phim này đã sản xuất trong quá trình cả sản xuất, cả quay, cả hậu kỳ trong quá trình 5 năm như vậy. Vậy thì tôi rất là tò mò, không hiểu là ekip sản xuất bộ phim này có hùng hậu không ạ? Ekip làm một bộ phim tài liệu thì rất là đơn giản, và nó còn đơn giản hơn với bộ phim này. Thường xuyên là chỉ có một người, và lâu lâu thì có thêm được một bạn hỗ trợ về mặt âm thanh. Thấm vừa là đạo diễn, vừa là người làm âm thanh, vừa là người quay phim luôn. Lâu lâu thì nhờ được một bạn hỗ trợ mình xuống để mà sống với đoàn, để mà làm cầm bum giùm cho Thắm trong những cái cảnh quay đông người. Nhưng mà thường xuyên 80% là chỉ có một mình Thắm với máy quay, với cầm bum đi theo suốt bộ phim thôi. Có nghĩa là đây là một bộ phim độc lập cả, kể cả về tính chất của nó cũng như đúng là rồi. Trong quá trình sản xuất bộ phim này. Đúng rồi. Nó độc lập theo đúng nghĩa đen của nó luôn. Tất nhiên là chúng ta sẽ không nói hết toàn bộ nội dung, mà chúng ta sẽ để dành cái phần cảm nhận cho khán giả. Thế nhưng mà rõ ràng đây là một bộ phim tài liệu. Vậy thì nhân vật mà bộ phim này phản ánh không phải là một diễn viên, nó là một nhân vật thực ở trong đời thực đúng không ạ? Đúng rồi. Toàn bộ tất cả những nhân vật có trong bộ phim này đó là người thật, việc thật. Và họ có những cái giải bài mà mình nghĩ là rất là nhiều những khán giả nhận xét chưa bao giờ họ được xem một bộ phim nó thật đến như vậy. Có lẽ là vì khán giả vẫn quên là mình xem một bộ phim tài liệu. Tất cả những nhân vật trong bộ phim, mình gọi là nhân vật chứ mình không gọi là diễn viên, họ đều không đẹp, không có những cái, không là những ngôi sao, nhưng mà mình học được rất là nhiều điều từ câu chuyện của họ. Họ sống rất là sòng phẳng với cái số phận và cái định mệnh của mình. Họ yêu lao động, có ý thức được làm việc và chấp hành luật pháp, và họ chấp nhận thân phận của mình. Họ là những người có nghĩa khí và tình cảm. Đó là những cái điều mà ngoài cái giá trị nghệ thuật, nó bộ phim nó còn mang đến một cái giá trị nhân văn. Biết là cái cuộc sống đời thường của cuộc đời bóng gió khổ. Tội nghiệp ông bà lớn tuổi già nè, ai kêu ông nội bà nội đâu. Này cũng chị tự thiết kế chị may hết thôi. They are members of Madame Phụng's Lotto and Variety Show. In their everyday moments of joy and sadness around us and just like us. Em ơi tìm đâu ngày xưa, ngày em chưa biết gì, lệ thổ chưa thắm quên đi. Đôi ta cùng nhau ước mơ dài dào, chỉ cần hai đứa bên nhau, chỉ cần hai đứa yêu nhau, giờ thì cũng yêu mà yêu với nhau. Trước khi là một người phụ trách phát hành của bộ phim này thì bản thân chị cũng đã từng được xem bộ phim này với vai trò là một người khán giả đúng không ạ? Thì chị có nhớ lại được những cái cảm xúc đầu tiên khi mà chị được xem bộ phim này không ạ? Nó có một cái gì đó nó rất là khó thở, nó nghẹn, không, nó chưa hẳn để làm mình khóc, nhưng mà mình cứ suy nghĩ hoài. Đặc biệt là mình xem phim mình không có cảm giác họ là những người đàn ông. Ban đầu thì có vẻ nó hơi gợn gợn, nhưng càng xem thì mình lại càng quên đi cái thân phận và cũng như cái giới tính của các nhân vật trong phim. Và một cái câu hỏi rất là lớn trong đầu là tại sao bộ phim như thế này nó lại không được nhiều người xem. Đó cũng là cái lý do mà thôi thúc Hồng Ánh phải tìm một cái cách nào đó để bộ phim đến được với khán giả. Vậy thì thông điệp đằng sau bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng này là gì ạ? Mình nghĩ những ai mà đã xem bộ phim rồi thì sẽ nhìn thấy đây là câu chuyện về những con người. Đó là một cái sự chia sẻ đồng cảm với những con người bé nhỏ trong xã hội, và đặc biệt là những người trong cộng đồng LGBT.
Và một cái thông điệp khác nữa là với những bộ phim có những cái giá trị nhân văn, và đặc biệt là những bộ phim tài liệu có những cái mang những cái giá trị chân thật, thì sẽ có con đường riêng đến với khán giả của mình. Vậy thì điều gì khiến chị nhớ nhất, hay là có cái kỷ niệm gì mà chị vẫn còn cảm thấy sâu sắc nhất trong toàn bộ quá trình tiếp xúc với bộ phim này ạ? Cái hạnh phúc nhất với mình là mỗi một ngày đến với khán giả, mình đều nhìn xuống cái khán phòng là gần như là không có một cái chỗ trống. Và đến bây giờ cũng vậy, có những khán giả vì không mua vé trước được á, thì họ nói là họ đứng xem cũng được. Bộ phim nó có được một cái sức hút rất là lạ là khán giả trung niên cũng rất là nhiều, khán giả trẻ rất là nhiều, và đặc biệt là các bạn trong cộng đồng LGBT đến xem rất là nhiều, có những bạn xem đến 4-5 lần. Và bộ phim cũng nhận được cái sự quan tâm của những người làm chuyên môn nữa. Premiered in Edicaf Center, Ho Chi Minh City on December the 13th, Madame Phụng's Last Journey attracted more than 9,000 viewers only after 10 days. The film not only drew the attention of LGBT community, younger audiences, but also parents, critics and the film industry. Đây là một bộ phim nói về một chủ đề không phải là quá phổ biến, hay là một cái chủ đề mà điện ảnh thường hay nhắc tới. Thế thì theo chị khó khăn nhất khi mà làm phim về một đề tài xã hội như thế này là gì ạ? Thực sự là cái khó khăn là lâu nay thì khán giả vẫn quen là phim tài liệu chỉ để chiếu mang tính chất tham khảo, mang tính chất chiếu miễn phí trên truyền hình. Rất ít ai nghĩ đến là phải mua vé để đi xem một bộ phim tài liệu cả. Nhưng mà anh nghĩ là cái điều thú vị của chuyến đi cuối cùng của chị Phụng là dù là phim tài liệu nhưng mà mình tin là khán giả xem thì sẽ có cảm giác đang theo dõi một cái câu chuyện của những con người thật sự. Có lẽ đó là cái điểm đặc biệt mà khiến bộ phim tạo được cái sức hút rất là lớn đối với khán giả. Tuy không phải là một người đạo diễn hay là trực tiếp trong quá trình sản xuất bộ phim này, thế nhưng với vai trò là một người chịu trách nhiệm phát hành, thì chị đã bao giờ có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật ở trong bộ phim này chưa ạ? Mình đã mời được 3 nhân vật trong bộ phim, trong những cái buổi giao lưu. Và mình thấy đúng là rõ ràng là ở trên phim như thế nào, ở ngoài đời họ như vậy. Có những cái buổi giao lưu rất là xúc động, bởi vì bản thân họ đều là những người họ không nghĩ là đến một ngày câu chuyện của mình lại được lan tỏa mạnh, và họ đã khóc rất là nhiều bởi vì họ mong muốn là mọi người hãy nhìn họ, hãy chấp nhận họ như một người bình thường. Một lần nữa xin được cảm ơn chị, ekip của chị, những người thực hiện bộ phim này cũng như là những nhân vật trong chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, và xin chúc cho bộ phim sẽ gặt hái thêm được những thành công tiếp theo trong tương lai. Have you ever heard of a film tour? Sounds strange, but interesting. International friends now can get an easier but more fascinating way to travel around the gorgeous city of Hanoi. Not only being driven across the capital city, but they are also tasting a variety of food at each stopover. So we'll find out more in Connecting Culture this week. If you are an expat traveling around Hanoi, you may find yourself with many options, like traveling on foot, by bus, by taxi, or motor taxi. Well, regarding motor taxi, you may find yourself excited with the new service introduced, female drivers wearing traditional aozai. Ciao, I'm Gerrit from Belgium, here in Hanoi with Seum Tours. Today we discover the city, and if you want to know what it's all about, just follow us. For the more curious and adventurous, exploring Hanoi by motorbike gives tourists the freedom to experience the sights, tastes, smells, and sounds of this culturally rich capital city. This service has been into operation for only a short time. Nguyễn Minh Nam, the founder, found his limitless interest in promoting Vietnam's image through traditional aozai. Và cái ý tưởng của mình thành lập cái tour
Hà Nội Seoul Tour này thì ý tưởng cách đây gần một năm. Và thực ra mình lấy ý tưởng từ cái áo dài truyền thống, các cô gái mặc áo dài, sau đấy chở khách tham quan phố phường bằng hình thức xe máy. Khó khăn ban đầu của chúng tôi đấy là về cái khách đánh giá không được tốt về cái phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy mà chở khách Tây đi tham quan phố cổ. Tourist fears have lessened now with this new and diversified experience of exploring Hanoi. The tour gives a wonderful perspective of the city's most popular and historic sites, and there are opportunities to stop and take photos. For example, if the tour day falls on the 1st or the 15th day of lunar month, the city's pagodas are packed full of people and provide a new experience of Asian culture. I've just seen lots of people burning like the money and saying prayers at their shops and doing things, the little shrine or temple at the people's homes and things like that, which has been nice to see. It's important to see that people still practice their culture. Among those interesting activities, enjoying Vietnamese cuisine is an indispensable part of any tour. Giảng Coffee or Cafe Giảng is a specialty of Hanoi which appeared in the late 1980s. It has become more and more popular among foreigners who visit Hanoi. I like the taste of it very much, and especially the community around here. After experiencing a large range of foods over the trip, the tour concludes with street food like bún chả. At just 30 to 40,000 dong, or nearly $2, this fabulous food brings new taste in a street setting. Come with an empty belly, and these people will send you home with a smile on your dial. It's simple, but it's good. I think we're having pork with apple. And carrots and noodles, of course. I really like it. It's good. I often eat bún chả. So. Cheers. Hi guys, we just finished our tour to Hanoi here in this restaurant where we had some delicious food like you can in Vietnam. I like the scooter, going on the scooters, on the bikes. Because I think sometimes people are scared to drive, and it's nice to have someone to drive for you. Yeah, because you drive crazy Vietnam. You drive really crazy. Là một người rất là yêu thích Hà Nội và mình cũng muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế về cái những cái nét đẹp về văn hóa của Việt Nam, đặc biệt là những nét đẹp truyền thống của người phụ nữ qua tà áo dài. I love Vietnam. That's all we have time for in this episode of Culture Mosaic. Thank you so much for joining us for the last 30 minutes of the show. As always, we stay online 24/7, so feel free to contact us at culturemosaic@vtv.vn with any comments and suggestions, and watch all of our episodes online at vtv4.vn and youtube.com/vtv4girl. Once again, thank you so much for being here with us over the past year. On behalf of our team here in Hanoi, I wish you a very happy new year. This is Lan Anh, and I'll see you again next year. Goodbye.